Thầy chào Nguyễn Quỳnh Như Tuyệt vời quá Quỳnh Như ơi Chào em nhá Alo 1A45678910 2K3 của thầy đâu hết rồi các em ơi Thầy chào Thanh Hậu uh, Đào Thị Mẫn Hà Anh 2K3 đâu hết rồi Điểm danh cho thầy xem nào uh, Comment cho thầy xem nào 2K3 ơi Xin chào tất cả các em uh, I'm come back ờ oh, bây giờ ngày hôm nay còn 28 ngày chúng ta thi thôi đúng không? Thầy vừa livestream cho các em 2K4 xong Và bây giờ là thầy sẽ như lời hứa tiếp tục chiến với các bạn Với với cái chuỗi series 30 phút lý thuyết hóa mỗi ngày Và ngày hôm nay thầy và các bạn chúng ta sẽ cùng chiến đấu ngày số 6 Các bạn comment thầy nhìn tên xem nào Thầy chào Nguyễn Thị Nguyệt nhá Vũ Kim Tuyến chào em <laughs> Rồi Lê Thị Như Quỳnh Uh, Nam Thanh tưởng thầy không định livestream chứ Có chứ Thầy đã hứa các bạn là thầy sẽ thực hiện Không bao giờ thầy uh, mà gọi là thất hứa với các bạn đâu Nhớ chưa Nếu mà có không livestream thì thầy sẽ thông báo với các em Các bạn yên tâm là như thế nhá Em đang trả học phí thầy ạ Nguyễn Thị Nguyệt <laughs> Rồi Thầy vất vả quá nhà vừa ôn lý thuyết cho bọn em xong không? không sao nhá Không vấn đề gì cả Giai đoạn này các anh chị 2K3 của chúng ta là đang chuẩn bị thi rồi và thầy cũng như tôi yếu học đã quyết định mở khóa học này ra là sẽ cố gắng thực hiện nó đến khi nào mà các bạn thi thì thôi Trừ khi các em không thực sự đồng hành với thầy nữa thì thầy sẽ nghỉ ngơi để dành toàn tâm toàn ý cho các bạn ở trong khóa tổng luyện đề Chứ nếu mà em còn gì ạ à, thương yêu thầy Phạm Thắng cũng như tôi yếu học thì thầy sẽ chiến với các bạn đến khi các em thi thì thôi Các em yên tâm nhé Nếu em mà chịu khó học với thầy theo cái chuỗi series này ấy, thầy nghĩ là cái phần lý thuyết của bạn sẽ rất chắc Thực sự là như vậy, các bạn nhớ chưa? ít nhất là một ngày các bạn vừa học với thầy 30 phút lý thuyết hóa thôi thì các bạn sẽ không bị sai những cái câu đáng tiếc. Em có làm tốt những cái câu vận dụng cao hay chăng nữa thì nó chiếm cái phần trăm rất nhỏ trong đề thi thôi mà trong đề thi của chúng ta chiếm phần lớn phần đa chính là các câu lý thuyết. Các em nhớ chưa nào? Rồi, các bạn có thể chia sẻ livestream về giúp thầy sau đó thầy trò chúng ta sẽ cùng là thực hiện lời hứa không ạ? Nhá, cố gắng nhá mấy đứa nhá. Cố gắng nhá. Cố gắng hết mình các em nếu em muốn tham gia khóa học của thầy và chiến với thầy và trở thành thành viên của gia đình tôi yếu học ấy và khóa tổng bố luyện đề thầy vọng thắng ấy thì em có thể là inbox cho thầy cũng như page để em tham gia còn 28 ngày nữa là chúng ta chiến đấu với thầy thầy sẽ livestream lý thuyết những câu lý thuyết hay sai và luyện đề cùng em nhé cố gắng chịu khó mấy đứa nhá có thể chia sẻ livestream về giúp thầy không các em ừ, thầy chào à, thế anh đặng lụa việt thắng à, chào tất cả các bạn ừ, Nguyễn vũ quyền linh rồi thầy chào em rồi nhá Nguyễn vũ quỳnh quyền linh nhá ok thầy like nhiều có mệt không ạ à? rất mệt em ạ à. thầy uh, dạy ở học viện uh, cũng rất là mệt nhưng mà về đã hứa với các bạn là thầy sẽ làm thôi uh, không vấn đề gì cả thầy hy vọng là các bạn cũng giữ gìn sức khỏe các em nhá uh, trong giai đoạn này hãy giữ gìn sức khỏe giúp thầy uh, ok các bạn đã sẵn sàng chưa chúng ta cùng uh, warm up sau đó thì chúng ta sẽ cùng chiến đấu thôi dạ yeah. sẵn sàng chưa nào sẵn sàng thì thả tim cho thầy một cái thầy giữ livestream vào cái điểm À, thời điểm này xem là có nhiều bạn xem livestream của thầy không nhé ừ vào đi mấy đứa ơi vào đi vào đi để thầy uh, chia sẻ livestream này nào ok mấy đứa vào đi nhá vào và chiến với thầy xem nào Cẩn trương nào rồi rồi cảm ơn các em cảm ơn các em ừ linh chu rồi thầy chào linh chu Quay thầy cố gắng vì chúng ta, thế sao chúng ta lại không cố gắng vì bản thân mình nhỉ? Chúc các anh chị 2K3 thi tốt. Ok, rất tốt. Tuyệt vời. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi, nhờ yeah. Bắt đầu nhá. Để thầy kiểm tra xem ngày hôm nay có bao nhiêu bạn thi nào. Ngày hôm nay, wow, ngày hôm nay số ấy mấy gì? Số ấy mấy gì? Ok, à, chúng ta có hơn 15.000 bạn thi đúng không? Đó là một cái tín hiệu rất là đáng mừng. Tức là cái gì ạ? Các bạn cũng đang rất cố gắng đấy nhá. À, các bạn đang rất cố gắng và trung à, vị của chúng ta hôm nay là 20 trên 28 à, trong đó thì có 233 bạn Và được 28 điểm tương đối à, tương đối là đối thủ của các bạn tương đối mạnh đấy nhá và số mà đạt rơi vào 20 đến 23 câu trên 28 câu là rất là nhiều à, đa phần là các bạn vẫn có những bạn là làm sai với số lượng những cái bạn làm sai là cũng rất nhiều mấy nghìn bạn đấy nhá không ít đâu mấy đứa nhá được nào bây giờ chia sẻ livestream cho thầy đi nào mỗi đứa chia sẻ cho thầy một cái nhá nào bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu Are you ready? I'm ready. And you? <laughs> ok chưa? Nào, bắt đầu nhá, bắt đầu thôi. Thầy phải tếu tếu một tí để cho các bạn và khi mà xem livestream của thầy các bạn không bị nhàm. À, các bạn nhé và yên tâm là thầy sẽ không bao giờ tếu lố quá đâu. Ok, chúng ta sẽ cùng tập trung vào học thôi. Câu số 1 hãy comment cho thầy nào. Câu số 1 kể cả những cái câu rất dễ thôi thầy vẫn muốn nhìn comment của các bạn. Thầy cảm ơn à, à, bạn Cường Dương, à, Dương Cường đã tặng sao cho thầy nhá. Rồi, cảm ơn em. À, cảm ơn tất cả các bạn rồi rồi mấy đứa comment cho thầy đi Vũ Kim Tuyến 1B Rồi Tuyết Black Thầy chào em Thầy có vợ chưa ạ Thầy uh, có vợ có con hết rồi Nhìn già này gần 40 tuổi rồi mà Nhìn em biết đúng không Ok vào đi Mấy đứa vào đây nào à, Câu số 1 Chất nào sau đây mà tác dụng được với hero để tạo thành Shobbiton à, Đôi khi là Shobbiton đấy đúng không Shobbiton chúng ta Em comment cho thầy nào Nhá Chú ý cho thầy Comment cho thầy đi ừ, Rồi Comment cho thầy khẩn trương nào em đang xem live thầy đi xem live khác lạ lắm chẳng quen rồi <laughs> ok nhớ cho thầy là chất mà tác dụng với hero tạo thành sóc chúng ta đó chính là glucose nhá uh, glucose chúng ta c 6 h 12 o 6 có thể là fructose nữa nếu mà anh cộng ông này cộng với hero cộng được một phân tử hero vào cái nhóm aldehyde ấy để tạo thành sóc là c 6 h 14 o 6 nhớ cho thầy thầy viết để cho em nhớ thôi nào comment cho thầy câu số 2 nào comment đi nhanh khẩn trương câu số 2 comment cho thầy nào comment đi thầy muốn đọc comment của các bạn để làm sao để em ghi nhớ tạo tín hiệu thông tin để ghi nhớ trong đầu cho thầy chứ em không comment em ngồi nghe không ấy là kiến thức ấy, có thể em nghe hiểu nhưng em em sẽ quên rất nhanh Đấy, do đó mà một là em viết ra hai là bây giờ là trực tuyến thì chúng ta comment thì thầy có dục các bạn như thế để làm sao để các bạn ghi nhớ nhá yeah. câu số 2 là trong các hợp kim sau hợp kim nào khi tiếp xúc với dung dịch điện ly thì anh sắt của chúng ta không bị ăn mòn điện hóa chú ý nhé Sắt không bị ăn mòn điều hóa, điều đó có nghĩa là sắt sẽ hợp tạo hợp kim với một cái kim loại mà có tính khử mạnh hơn nó. Thì cái kim loại mà có tính khử mạnh mạnh hơn sắt ấy, nó sẽ bị làm sao? Bị ăn mòn. Đúng không? Nhìn vào đây thì sắt thì nó tạo hợp kim với đồng là đồng có tính khử yếu hơn gạch. Niken với sắt thì niken tính khử yếu hơn gạch. Sắt với carbon thì là phi kim rồi, tính khử của carbon không thể bằng sắt được gạch. Và đáp án chúng ta phải là D thôi. Kẽm chúng ta biết rồi đấy, gắn vào các cái vỏ tàu biển đấy, đúng không? Nhá. Thì kẽm chúng ta có tính khử mạnh nó sẽ ở cực âm, cực âm ở trong pin điện hóa chính là gì? Anốt. Anốt thì bị làm sao? Bị oxy hóa. Đấy thì mở rộng kiến thức cho để nhớ có thể nó biến đứng câu hỏi. Câu số 3. Comment cho thầy câu số 3 nào. Nhanh cẩn trương mai có bất bất ngờ gì thầy ơi. Các bạn trong nhóm VIP đang hỏi mai có bất ngờ gì? Có chứ. Thầy nghĩ là bất ngờ đó ấy. thì nó sẽ rất hay với các em, rất tốt với các bạn. À, loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp nào? Trùng hợp thì anh tơ nylon 66 là trùng ngưng. Từ hexamethylenediamine và axit adipic có 6 nguyên tử carbon thì gọi là 66 đấy. Tơ visco đây là phản ứng uh, uh, điều chế bằng cái phản ứng hóa học thôi nhá. Uh, tơ nitron, uh, tơ này tơ olong đấy đúng không? Nó chính là gì ạ? Từ phản ứng trùng hợp với thằng Viniciano của chúng ta. Nhá. Ok, chú ý cho thầy nhá. Còn tơ cellulose acetate thì như thằng tơ visco đó phản ứng hóa học thôi. Đấy đó này nhá. Trong các loại tơ thì có tơ nitron hay là tơ Long thì là uh, được điều chế từ phản ứng trùng hợp comment giúp thầy câu số 4 nào? Ừ rồi rất tốt đấy, rất tốt. À, phạm cơ hội mong chờ bất ngờ của thầy. ok. À, bí mật sẽ được bật mí vào trưa mai. câu số 4 nào? comment cho thầy đi mấy đứa. câu số 4 là người ta hỏi em kiến thức ở phần gì ạ? phần à, là điều chế kim loại. người ta hỏi em là dãy gồm các kim loại mà được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện. tức là chúng ta sử dụng các chất khử ví dụ co hay hydro để khử được các cái oxit kim loại nhá, à, để tạo ra gì ạ? kim loại tương ứng và sản phẩm khí của chúng ta có thể là CO2 hoặc là hydro ngoài ra có thể là hai cái thằng này dư thì để ý cho thầy ấy là các cái kim loại này này là các cái kim loại mà diện sau nhôm nhớ chưa sau nhôm thầy nhắc lại cho em và nhiều khi là các em quên mất thì thầy phải nhắc đáp án chúng ta phải là D thôi nhá chỉ tìm cho thầy những kim loại sau nhôm ở đây có magie gạch này. ở đây có kém gạch gạch ở đây có nari bari nhôm và gạch này. câu số 5 ừ, rồi rất tốt rồi ok rất tốt chịu khó nhá chịu khó chịu khó học đi Câu số 5 mấy đứa comment cho thấy đi. Câu số 5 mà chất lỏng có công thức là gì đây? Anh này nhìn vào đây là ST không no, đúng không? Đơn trước. Rồi, nhìn vào đây nó hỏi là anh này có tên là gì thì, thì gốc này là gốc vinin acetat đã bán chúng ta mạnh dạn tăng cò kết thúc phát bắn đã bán đáp án a luôn nhá không thể sai được đâu câu số sáu câu sáu này em có bị sai không ạ các bạn khi làm cái bị sai câu sáu không thầy chữa cho em câu này cũng mấy lần rồi đấy nhá nhớ nhá câu nào mà mình mà sai thì phải ghi nhớ vào trong đầu thậm chí phải ghi chép ra sổ nha là nhớ là phải nhớ mãi không bao giờ quên được nhớ chưa rồi câu 6 qua nghiên cứu phản ứng ester hóa của sen người ta thấy mỗi mắt xích beta glucose thì có bao nhiêu nhóm hydroxin nhóm OH chú ý là các mắt xích nhé thì thằng sen glucose chúng ta thì cấu thành bởi các cái beta glucose nhé còn tinh bột thì là tạo bởi các alpha glucose chú ý và sen glucose hay tinh bột thì đều có công thức chung là C6H10O5 tất cả gì ạ? n lần thì anh này nếu mà viết rõ ra thì nó chính là C6H mấy ạ? C6H mấy ạ? C6H7, 7 o 2 OH3 lần đúng không? Đấy, O2 và OH3 lần. Nói đến đây thì các bạn biết rõ luôn nó có mấy cái nhóm gì ạ? Mấy nhóm chức C à, hyrosin rồi. Nó phải là B thì chứ cần gì nữa đúng không? Kể cả thầy không ghi ra thì cũng vẫn phải nhớ nhá. Rồi ok. Câu số 7 nào. Comment cho thầy câu số 7 nào các em. Câu số 7 liên quan đến cái phần gì đây? À, tính chất vật lý của kim loại đúng không ạ? Người ta hỏi em là gì đây? dãy gồm uh, các kim loại sắp xếp theo chiều tăng dần đấy này tăng dần chứ không phải giảm dần nhé về tính dẫn điện hay tính dẫn nhiệt thì cứ nhớ cho thầy là tăng dần đấy uh, là gì ạ giảm dần giảm dần thì là là gì ạ là bóng bóng đá hôm nay giờ này có bóng đá nhỉ bóng đá này đấy, Việt này, Nam này đúng không hay là bộ đội Việt Nam hay là bản đồ Việt Nam thì trong đó B đây là bạc D là đồng V là vàng còn gì đây ạ N đây là nhôm và cuối cùng còn có sắt nữa vậy là theo chiều gì ạ theo chiều đây là chiều giảm nhé còn theo chiều tăng thì ngược lại, ngược lại là sắt đầu tiên, sắt đầu tiên gạch thằng này. Đấy, gạch thằng này. Đấy, còn hai anh CD, sau đó đến nhôm. Đấy, nhôm ok, hai thằng này đều nhôm rồi, sau đó đến gì? Đến vàng. Nhá, vàng chứ không phải là vàng không có, phải đến đồng. Đồng đây rồi. Đấy, đây là đến bạc trước sai, D sai vậy là chọn C. Nhá, đấy là thầy phân tích cho thôi, thực ra nhìn cái giá đáp án ngay mà. Đúng Câu số 8 nào. Câu số 8 ở điều kiện thường chất nào sau đây không? Đấy, là mất màu dung dịch nước brom vậy là có gì ạ? Có gì đây? không là mất màu nước Brom thì thằng này là gì có hai liên kết pi rồi dn mà à, benzen đúng không benzen chúng ta không là mất màu nước Brom nhá trong một trong những cái anh các carbon thơm không là mất màu nước Brom anh này có quá rồi ok đáp án chúng ta là benzen thôi rất tốt đấy comment cho thầy câu 9 nào em câu 9 này em có làm sai không câu số 9 các bạn có làm sai không nhỉ comment cho thầy xem là câu số 9 nhanh khẩn trương mỗi bạn chia sẻ livestream giúp thầy gái động viên thầy bọn thắng nhá để thầy chiến với các bạn ok chưa câu 9 nào 8 b em sai câu này tại sao sai câu này được à bạn uh, nguyễn viết khôi ơi sao lại sai được câu này nhờ trời đất ơi nào dễ mà câu chín nào thế câu chín em có sai không hay là câu chín em cũng sai nốt nào người ta hỏi em là nhiệt phân muối nào sau đây thu được kim loại chú ý nhá và để ý ở đây tôi thấy đây là tất cả các cái muối nitrat mà độ bền nhiệt của muối nitrat phải phụ thuộc vào ca trương tạo muối trong đó thì anh đồng anh đồng nitrat thì nó khi nhiệt phân ấy nó chỉ dừng ở cái giai đoạn là gì ạ các bạn nhớ là Uh, muối nitrat thì nó NO3 trừ để nó trải qua là ba cái giai đoạn nhiệt phân giai đoạn này giai đoạn số 1 thì nó sẽ tạo ra là cái nitric uh, nấu NO2 này đấy, sau đó thì cái thằng NO2 nếu mà không bền ý thì nó sẽ tạo ra là gì uh, uh, nhầm uh, tạo ra oxit kim loại tương ứng Đấy nha, kim loại à, uh, oxit kim loại oxit kim loại sau đó nếu mà oxit kim loại đấy mà không bền nữa thì nó sẽ là trải qua giai đoạn số 3 là tạo ra kim loại tương ứng Thế thì với thằng đồng này nó nó chỉ dừng ở giai đoạn là tạo ra đồng oxit thôi, không thể nào tạo ra kim loại được. Hai cái anh này cũng thế này, hai anh này thì nó chỉ tạo ra là KNaA 2 thôi. K 2 thôi. Còn mỗi bạc này, bạc này sẽ tạo ra thẳng bạc luôn. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Đáp án là C nhá. Để phân tích cho em thêm để em biết điều đấy. Câu số 10 này đâu? Câu số 10 ấy là người ta hỏi em về kiến thức liên quan đến tính chất vật lý của các hợp chất hữu cơ người ta hỏi em là trong số những cái chất dưới đây người ta hỏi các bạn là chất có nhiệt độ sôi cao nhất khi xét đến nhiệt độ sôi phải xét xem là cái chất đó có liên kết hydro liên phân tử hay không nhá liên phân tử với nhau ấy thì nó liên kết được với nhau thì khi mà cung cấp nhiệt vào thì nó sẽ làm sao nó sẽ nó sẽ níu giữ nhau níu giữ nhau thì là nó sẽ cần phải cấp nhiều nhiệt vào để làm sao để 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 để, để phá nó ra thế thì thằng nào có liên kết hydro thì phải là nhiệt độ sôi nó phải cao hơn thôi thì nhớ cho thầy este với anđehit nhiệt độ sôi rất thấp đấy tạm nhá bởi vì không có liên kết hero ancol mà so với axit thì, thì axit có nhiệt độ sôi cao hơn bởi vì liên kết hero thằng này mạnh hơn nhá gạch đi rồi câu số 11 ừ. câu 9 này trước học live dậy sớm em làm sai rồi nên vẫn, nên vẫn nhớ ok rất tốt câu số 11 liên quan đến phần gì ạ phần peptide chúng ta và rất là đơn giản thôi nó hỏi em là số liên kết peptide tức là cái số nhóm conh ấy, nhá conh của chúng ta là trong cái gì ạ? Pentapeptide. Pentapeptide là có 5 gì ạ? Cấu thành bởi năm alpha amino acid. Năm alpha amino acid thì sẽ có tạo ra là 4 liên kết peptide. Nhá, <laughs> ngon quá rồi. Câu số 12 comment giúp thầy. Ừ, rồi. Rất tốt Phan Thiệu Anh. Rồi. Linh Chi chả hiểu sao em lướt qua câu 11 thì quên khoanh. Rồi ơi, tại sao lại thế? Tại sao lại quên được câu các cái câu hỏi mà đầu bài cho nhỉ? Câu số 12 nào? Liên quan đến cái gì đấy? À điều chế kim loại. Trong công nghiệp kim loại kiềm và kiềm thổ là nhóm 1A và nhóm 2A chúng ta nhớ cho thầy nhá. Là được điều chế bằng phương pháp gì đây? Phương pháp gì ạ? Điện phân nóng chảy. Nhớ nhá, điện phân nóng chảy. Nhớ chưa nào? Những cái kim loại này những kim loại mà làm sao được điều chế kể cả, cả nhôm nữa đúng không? hoặc 3 nhóm 3A là điều chế theo phương pháp điện phân nóng chảy. Nhớ chưa? À? Đấy cho thầy nhá. Những cái này thầy dạy rất nhiều rồi đấy. Câu số 13 liên quan đến chất béo à? Chất béo là thức ăn quan trọng con người, câu này 2 k 4 cũng làm được là nguồn dinh dưỡng và năng lượng đáng kể cho cơ thể hoạt động. Đúng rồi, không ăn nhiều chất béo thì làm sao mà béo được. Cái kiểu như thế đúng không? Ngoài ra một lượng lớn chất béo được dùng trong công nghiệp, công nghiệp để sản xuất gì ạ? RCOO à, trung bình ba 3 lần là C3H5. Anh này mà xà phòng hóa nó với NaOH chẳng hạn thì sẽ tạo ra là RCONa cộng với lại là glycerol C3H5OH tất cả 3 lần sẽ là để sản xuất ra glycerol và gì đây muối của các axit béo là xà phòng đáp án chúng ta là b chứ còn gì nữa rồi có số 14 bốn nhanh chóng nhá đừng có sai 14 nào nhớ đi thi đừng có sai thế thôi nhá đi thi không sai là em sẽ đỗ đại học thôi amin nào sau đây là chất khí để ý cho thầy ở điều kiện thường thì để ý nhé chúng ta có là gì ạ đáp án là a thôi đó là amin thì để ý cho thầy bốn cái amin nhé bốn amin là gì ạ? Là khí ở, ở điều kiện thường. Bốn cái amin khí ở đây thì đọc tên không viết lại nhé. Là các cái met, gì ạ? anh metinamin, anh dimetinamin, anh trimetinamin và anh etinamin. Nhớ chưa nào? Nhớ cho thầy nhé. Câu số 15. Rồi. À, comment cho thầy câu số 15 đi. Hãy comment đúng nhịp cho thầy để thầy thấy rằng a à, các bạn không quan tâm đến đáp án mà các bạn quan tâm đến cái việc gì ạ là thầy phân tích cho em nghe bởi vì học ấy, nếu em chỉ chăm chăm đến đáp án thôi thì lúc đấy là thi rồi. Mà đây là đang luyện tập. Luyện tập thì phải làm sao? Qua mỗi câu chúng ta phải loại các đáp án, chúng ta phải hiểu phân tích hướng biến tướng. Như thế mới là học em ạ. Nào, câu số 15 là thuốc thử để phân biệt glue và fruit là hai cái đồng phân của hai cái monosaccharide, đúng không? Hai monosaccharide. Thì em nhìn thấy là hai anh này ấy, thì đều có thể là tham gia phản ứng cộng với hero xúc tác Nikem là nhiệt độ, đúng không? Để biến thành no. Đấy là biến thành thằng sóc đấy hai anh này ấy, nếu trong môi trường kiềm ấy, môi trường kiềm thì nó làm sao nó có thể chuyển hóa lẫn nhau để tham gia phản ứng trắng bạc nhớ nhá à, và hai anh này ấy thì đều chứa các cái nhóm oh liền kề nghĩa là thuộc họ là poly rìa poly nhá à, và nó hoàn toàn có thể tham gia phản ứng tạo với gì ạ phức màu xanh lam với đồng hiroshit chỉ có gì ạ, glue glu à, mới có thể tham gia phản ứng với dung dịch nước brom bởi vì thằng đấy chứa chức anđehit Nhớ chưa? Còn anh fructose dưới chứ chức nhá Thì dung dịch nước brom sẽ dùng để phân biệt Hai anh này đúng ý chưa? Chắc chắn là các bạn biết rồi Nhưng mà thầy muốn uh, nhắc lại cho em nhớ Câu số 16 nào Để khử được đồng 2 cộng trong uh, muối đồng sunfat phát Có thể dùng kim loại nào? Em có thể dùng một cái kim loại có tính khử mạnh hơn đồng Để đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối Nhưng các cái kim loại đó là không được tác dụng với nước nha Bởi vì trong dung dịch thì sẽ có nước Vậy gạch A, gạch B và gạch C mạnh dạn tăng cò và kết thúc phát bắn. Đáp án chúng ta đó là cục sắt nhá. Câu số 15. Rồi, rất tốt. Bạn Phạm Khánh Linh, rất tốt nhá. Câu số 17. À, câu này thì rất dễ, công thức phân tử của axit glutamic. Axit glutamic nhớ cho thầy là một trong những axit khả năng làm quỳ đổi màu sang màu hồng bởi vì nó có hai nhóm COH, hai nhóm carboxin và một nhóm amino NH2. Để nhớ thầy và À, công thức phân tử của nó là gì à em comment cho thầy xem công thức phân tử của anh này là gì ạ em nhìn vào em nhìn vào cho thầy xem nào à, thứ nhất là chúng ta có thể loại ngay anh này có hai nhóm COH nếu em không nhớ công thức phân tử nhá thì em có thể loại đáp án B và đáp án D đã bởi vì nó có hai nguyên tử oxy là sai rồi nó phải có bốn nguyên tử oxy à, tiếp đến là gì ạ? C5H8O4N và C5H9NO4 thì đáp án là gì ạ? Ừ, rồi, comment cho thầy xem nào. Ơ nhầm 17C. <laughs> Có, có mấy câu 11 em biết thầy ơi Nguyễn Bình, Nguyễn Bình 2k4 à? <laughs> nào, comment cho này xem nào. Nó uh, acid glutamic chúng ta phải là C5H mấy ạ? À? C5H9, để ý nhá, đừng nhé, đừng có C5H8, nhớ chưa? Câu số 18 nào. Em lại khoanh nhầm câu này Nguyễn Vết Khôi, trời ơi sao lại khoanh nhầm. Quý nào, tập trung nhá. Câu số 18 là dãy gồm các cái kim loại mà đều có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch. Chúng ta lại gặp một câu về điện điều chế kim loại, đúng không? Và điện phân dung dịch ấy chỉ để làm sao để điều chế các kim loại mà sau gì sau nhôm đúng wow, không sau nhôm nhá à, từ kẽm trở đi đấy nhá sau nhôm thì chúng ta nhìn thấy ở đây có thằng này Paris trước nhôm rồi này à, thằng này có nhôm rồi này thằng này là đây ở đáp án chúng ta là B nhá ở đây là có ma và kẽm và gạch đi à, Có số 19 Rồi, câu số 19 nào mấy đứa? Comment thầy câu số 10 à quên 19 mà, 20. mươi đã nhảy sang 20 rồi. cầm đèn chạy trước xe máy rồi. Câu số 19 là một câu cho điểm thôi. Tuy nhiên là nếu mà em mà không để ý vẫn chọn sai đúng không? ST nào sau đây mà phản đứng với nao hát ở trong du dịch theo tỷ lệ mon là 1 2. Và đặc biệt là phải thu được sản phẩm có khả năng trắng bạc nữa, đúng không? Đấy nào. Nếu mà nhìn vào đây, đây là đều là các cái ST đơn chức cả, đúng không? Mình muốn tác dụng với nào hát tỷ lệ mon 1 2 nó phải là ST của phenol. ST mà chứa gốc phenin đấy este phenol nhé este phenol và đặc biệt là muốn thu được sản phẩm trắng bạc nó phải có dạng hco gì đấy đúng không c 6 h 4 r uh, phẩy và nhìn vào đây chúng ta thấy là cứ phenin để chúng ta chọn đã này đúng không còn benzin này này không được này vinin này tạo ra đi hít không tính rồi tuy nhiên là cái gốc uh, phải có gốc format và đáp án chúng ta phải chọn là a đây nhé đừng có làm sai nhé được chưa các bạn làm sai câu này thì rất là buồn đấy tinh ý vào lại chọn b là vứt đi rồi Câu số 20. Câu số 20 là người ta hỏi em về cái điều kiện phản ứng xảy ra đây. Đây là phản ứng mà theo kiểu là kim loại có thể đẩy được cái uh, kim loại yếu ra khỏi muối đấy đúng không? Thì hỏi này, phản ứng nào sau đây không xảy ra? À, chú ý cho thầy nhá, không xảy ra thì kim loại nào mà nó nó đẩy được cái kim loại kia ra khỏi uh, dung dịch muối thì là xảy ra thôi. Thì uh, nhôm hoàn toàn có thể đẩy được bạc ra khỏi muối. Gạch. Sắt có thể đẩy được sắt 3 xuống sắt 2. Gạch. Kẽm có thể đẩy được chì. Gạch. Ta, bán, ta phải là d thôi đồng làm sao đẩy được sắt ra khỏi dung dịch muối nó được chỉ có sắt đẩy được đồng thôi nhá yeah. sắt đẩy được ca chiêm của đồng thôi nhớ cho thầy câu số 21 câu số 21 người ta hỏi em là câu này cũng cho điểm rồi làm rất nhiều rồi nghĩa là số STM mà phản ứng với nao thu được ancol câu này thì vừa dạy cho em 2 k 4 xong cũng là ná, ná như vậy muốn thu được ancol nhìn vào đây phải là etin format đã này vinin không được vì thu ra aldehyde à, nhá yeah. ancol không bền chuyển hóa aldehyde metin được Đấy, phenin thì không được bởi vì thằng này tạo ra nước Vậy đáp án chúng ta là B thôi. Đúng không? 21 chọn B không? Các bạn có chọn B không? À mấy đứa, mấy đứa có chọn B không? Bắt đầu tăng dần độ khó một tí nhỉ? À, tăng dần độ khó chúng ta làm câu 22. hai. À, người ta hỏi các bạn là gì đấy? Khi mà vật mà bằng gang và thép ấy, gang thép tức là hợp chất của hợp kim của sắt và carbon, đúng không? Nhá. Khi mà bị ăn mòn điện hóa thì trong không khí ẩm nhận định là sau đây là đúng. Nào, bọn này bị ăn mòn điện hóa rồi. Nhận định đúng là gì đây? Thứ nhất, tinh thể carbon anode sai. Gạch luôn A bởi vì là sao? Uh, sắt của chúng ta có tính khử mạnh hơn carbon do đó nó ở anode Anode chúng ta là gì ạ? nốt là cực âm nhớ nhá. Nó khác dấu với bình điện phân và ở nốt trong bình điện phân hay là trong pin thì đều xảy ra chung một quá trình đó là quá trình oxy hóa. Vậy, vậy là sắt của chúng ta sẽ bị oxy hóa tức là sắt bị ăn mòn nhá uh, Tinh thể sắt là nốt đúng rồi xảy ra quá trình oxy hóa. Sắt là nốt xảy ra quá trình oxy hóa đúng rồi. Chọn đáp án B thôi nhá Được chưa nào? Ý C sai, tinh thể carbon là ca tốt đúng rồi, xảy ra quá trình oxy hóa sai. Đấy, sai sai. Ok chưa? Câu số 23. Rồi, nhá, để ý để ý tinh ý nhá. Câu số 23 là mấy đứa? Comment thầy câu số 23 nào, mỗi bạn chia sẻ cho thầy livestream mình một lần nữa cho đông đông bạn vào xem được không em? Thầy thấy comment ít này chắc là ít bạn xem rồi. 23D em sai câu này Ơ Biết biết đáp án Vậy lại sai à 23D em suýt sai câu này Tại sao lại sai cái này nhỉ Đâu đọc kỹ đâu bài nào Bây giờ người ta cho bột sắt đúng không Cho bột sắt vào hỗn hợp chứa Nari nitrat và axit HCl Tóm lại là anh này cung cấp ion NO3 trừ Và anh này cung cấp ion H cộng Vậy chúng ta đã có môi trường H cộng NO3 trừ Và sắt chúng ta là chất khử Đúng không Là cái bài toán rất là quen thuộc thôi Đến khi phản ứng kết thúc thì em thu được hỗn hợp khí đây gồm hai khí. Oh, à, có khí hero Nào, chúng ta thấy là có hỗn hợp khí mà có hero Có khí hero điều đó chứng tỏ là ion N3- này sao? N3- chúng ta đã hết rồi. Nhá, và trong lớp VIP thì chúng ta thấy đã dạy rất kỹ vì sao? Hidro, có hero thì là N3- hết nhé. Và chất rắn không tan, rắn không tan này ấy, nó là cái thằng sắt dư rồi còn gì nữa. Đúng không? Mà đã sắt dư ấy thì em thấy là làm sao? phản ứng của chúng ta là sắt của chúng ta sẽ cộng với H cộng và NO3 trừ đúng không? Để đẩy sắt chúng ta lên sắt 3. Đúng không? Có thể là sinh hai khí chúng ta là NO và hero gì đó nhé. Đấy, nhưng vấn đề là có sắt sắt 3 ở đây không thể tồn tại nếu có sắt dư. Bởi vì chúng ta có cặp là Fe2 cộng trên Fe. Đúng không? Nó hoàn toàn làm sao bị thằng sắt dư của chúng ta nó khử là thằng Fe3 cộng bị khử về Fe2 cộng ngay. Đấy. vậy muối chúng ta thu được là thứ nhất là NO3 trừ hết là em phải gạch cho thầy rằng C này gạch cho thầy rằng A đã không thể nào có sắt 3 là gạch thằng B mạnh dạn chọn D. Câu này làm sao tại sao mà lại sai được? Nhá, rất kỹ luôn rồi đấy nha. À. Câu 24 nào. Câu 24 này quá cho điểm luôn rồi, đúng không? Câu 24 là cái bài toán bài toán nhiệt luyện. Người ta dùng đây là hero hoặc là có thể là dùng khí siêu. Khử các cái oxit kim loại thì chú ý là sẽ khử được các oxit kim loại mà sau nhôm, kim loại sau nhôm. Thì em thấy là chỉ khử được là thằng đồng oxit này thành đồng này. À, thằng sắt này thành uh, oxit sắt này thành sắt còn hai ngày là giữ nguyên này không bị khử đây nâu no bị khử nhớ nhá hai ngày không bị khử được chưa vậy đáp án chúng ta là mạnh dạn chọn B luôn câu này tại sao lại sai được đúng không câu này những kim loại nào không bị khử những kim loại không bị khử ấy em nhớ là những cái thằng uh, hydro hay CO này chỉ khử được các cái kim loại mà làm gì sau nhôm các cái oxit kim loại oxit kim loại mà cái kim loại của chúng ta nó ở sau nhôm nhá sau nhôm nó tính là từ kẽm trở đi đấy à, được chưa các à, từ 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 xem nào các oxit kim loại thầy xin lỗi b b sai b b b sai thằng thằng con thằng thằng nhầm à, còn có mỗi thằng này thôi chứ tí nhầm đấy đây kẽm này từ kẽm trở đi cơ mà từ kẽm trở đi cơ mà từ kẽm trở đi nhá thì chỗ này phải có kẽm nữa đáp án phải là c chứ ui rồi ôi cẩn thận nhá cẩn <laughs> thận nhá sau nhôm phải từ kẽm trở đi nhá tí nhầm đấy check kinh học sinh thôi Checking, checking Ok, câu số 25 Hiểu chưa mấy đứa Câu số 25 thì là bài toán thủy luyện Nó cứ quanh quanh mấy cái bài toán đó thôi Nhá. Mà người ta cho em là sắt Rồi, vào đây là hai muối hai muối là hai muối nitrat Thì để ý, hai muối thì có thằng bạc cộng này Có tính oxy hóa mạnh hơn thằng đồng hai cộng Do đó mà sắt cho vào nó sẽ phản ứng với lại bạc cộng hết Bạc cộng trước, nhớ nhá nó theo cái tính oxy hóa khử ấy thằng nào mà có tính oxy hóa mạnh hơn bị khử trước được chưa Câu này vẫn dễ thôi bởi vì có một kim loại. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn em thu được dung dịch ở chứa hai muối và chất rắn y được gồm hai kim loại. Đấy, chất rắn y gồm hai kim loại điều này khẳng định luôn là sắt chúng ta phải hết. Nhá, sắt phải hết. Nếu mà sắt chúng ta không hết ấy mà nó còn dư ấy, thì nó khử này, thằng gì ạ? Thằng bạc này bị khử trước để tạo ra kim loại đầu tiên trong y đó là bạc. Đấy, sau đó thì nó làm sao? Nó sẽ khử thằng sắt này sẽ khử thằng đồng ở trong này ra tạo thành đồng kim loại nếu mà sắt còn dư toàn bộ nó thằng muối đồng bị là làm sao bị hòa tan bị bị khử hết đồng hai cộng bị khử hết thì sắt dư tạo ra ba kim loại mất rồi. đúng không thế vậy thì làm sao chúng ta có cặp nếu mà dễ nhớ thì cứ viết ra cho thầy là fe gì ạ fe hai cộng trên fe đấy, sau đó đến cặp gì ạ cặp uh, cu hai cộng uh, trên cu nó đến nó cặp gì ạ cặp ag cộng trên ag đấy em thấy là nếu mà như thế này thì thu được muối là muối sắt hai đúng không và gì ạ Bạc cộng ở đây muối bạc cộng là hết sạch rồi còn một muối nữa là muối đồng 2 cộng thế thôi người ta hỏi em là hai muối trong x và hai kim loại ở trong y là lượt thì là hai kim loại đây, bạc và đồng hai muối là muối sắt 2 và muối đồng 2 Nhá, muối sắt hai muối đồng 2 chọn a chứ còn gì nữa chưa rất là kỹ luôn rồi đấy đừng có bao giờ sai những câu này ở câu số 26 này chúng ta sẽ đi làm cái câu lý thuyết đếm ở phần hữu cơ người ta cho em ở đây 8 phát biểu luôn cho nó hoành tráng hỏi em số phát biểu đúng nhá nào kiểm tra thầy các bạn comment đáp án của các bạn xem nào em làm câu này có được không hai sáu đáp án của bạn là gì rồi rất tốt đấy mấy đứa rất tốt đấy kèm cố gắng nhá còn 28 ngày nữa thôi 28 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ không nhìn thấy mặt thầy phạm thắng là phải hoan hỉ vào comment động viên thầy ơi em còn nhớ lại cái thời thanh xuân là em dậy sáng học cùng thầy livestream tết với thầy em tham gia chuỗi 30 phút lý thuyết hóa mỗi ngày với thầy, em sướng thật sự luôn và may có chuỗi đó mà bây giờ em không bị sai lý thuyết, lý thuyết chắc chắn 7 điểm rồi đấy. Thế là em làm các câu ở mức độ là thông hiểu, vận dụng em làm ngon, vận dụng cao rồi em uh, uh, làm uh, còn bốn câu em làm trúng ba câu, làm được ba câu còn một câu em lụi là trúng luôn thêm 10 điểm. Đấy có phải sướng không? 26 C em toang tiếp. <laughs> rồi nhá, thầy kiểm tra xem đáp án là gì nào? nào hỏi số biểu đúng nhá. Ứng với công thức phân tử C3H7O2N Nó có hai amino acid là đồng phân cấu tạo của nhau Thằng này C3 C3H7O2N Tức là thằng này có thể là đồng phân của cái thằng uh, Ala Đúng không uh, H2 uh, N này CH CH2 Có thể là CH2 này à? Uh, Ala chúng ta thì chỗ này là CH3 À CH3 Đúng nhỉ COH nhá yeah. thì đây là đây là một đồng phân đúng không a à, la còn một đồng phân nữa là nó duỗi ra một đồng phân ờ ừ, thế là có hai đồng phân rồi còn đâu đồng phân nào nữa ch 2 này ch 2 coh một anh là alpha amino acid còn một anh ở vị trí này vị trí theo tiếng hy lạp là vị trí ở vị trí beta đấy đúng không vậy là chúng ta có hai đồng phân thỏa mãn luôn này hỏi phân biểu đúng em khoanh thôi à, hai có thể dùng đồng hydroxit trong môi trường kiềm này oh trừ đấy đúng không để phân biệt các dung dịch glu etanol và lòng trắng trứng đúng rồi. Câu này thầy chữa rồi. Glu để chuyển ra thành phức màu xanh, uh, xanh lam. Etanol thì thì không. Còn lòng trắng trứng thì phức màu tím, đúng không? Phản ứng màu buret đấy. Vậy là chọn nhé. Ba, các este đơn chức này thì đều tác dụng với NaOH này, đun nóng cho thủy mon một một. Câu này sai rồi. Ba sai này. Ester đơn trước thì còn tùy lại cấu tạo este như thế nào Ví dụ như là cái thằng Ester Phenol chẳng hạn Ví dụ HCO C6H5 chẳng hạn Thì thằng này phải đứng với nào H là tỷ lệ mon là 12 cơ mà Đúng không? Tỷ lệ mon 12 cơ mà chứ là 11 đâu Nha gạch nhá 4 ở nhiệt độ thường thì thằng C2S4 này phản ứng được với nước Brom chọn luôn chọn Vậy là có 3 nhá C2S4 này phản ứng với Brom tham gia phản ứng cộng Brom thôi 5 à, 5 à, ý này Oxy hóa glue bằng Hero à, Thu được là Sobiton Thế để ý cho thầy là oxy hóa hay là khử ạ? khử chứ sao oxy hóa đúng không nhá yeah. thằng hero đây là đóng vai trò chất khử bởi vì sao bởi vì ban đầu số hóa bằng không nó đi vào trong hợp chất kia số hóa là hạ cộng số hóa nó tăng đóng vai trò chất khử vậy khử thì làm sao nó sẽ khử thằng glu chứ không phải là oxy hóa nhá yeah. gạch 6 anilin chúng ta là chất lỏng không màu ít tan trong nước và nặng hơn nặng hơn nước để lâu đúng rồi trên phần này đúng hết rồi nhá xay khoa thôi để lâu không khí thằng này chuyển sang màu hồng màu hồng sai rồi thằng này là chuyển sang màu nâu 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 đen gì đó gạch, ok bảy cao su buna có tính đàn hồi và độ bền tốt hơn sai luôn cao su buna sách giáo khoa ghi rõ rồi cao su buna chúng ta có tính đàn hồi và độ bền kém hơn cao su thiên nhiên nhá. trong sách giáo khoa nó sẽ ghi rõ cho em luôn em đọc lại tám toluen và Styrian thì đều là mất màu dung dịch thuốc tím ở điều kiện thường hai thằng này thì đều là mất màu thuốc tím cả đúng không Nhờ nhưng mà vấn đề ở chỗ là thằng toluen này là ở điều kiện thường được còn thằng styren này cần nhiệt độ Đúng không À còn thằng Tuluen thì cần đun nóng Nhá thằng Styren thì cần nhiệt độ Vậy là sai 8 sai rồi nhá Vậy chúng ta có 3 thôi đã án chúng ta là C Đấy nhá 8 sai nhá thằng thằng, thằng 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 Gì nhỉ Thằng Tuluen Tuluen chúng ta là em cần phải là cấp nhiệt cho nó Rồi câu số 7 đâu mấy đứa Mấy đứa có hiểu bài không các em Câu số 7 hỏi phát biểu đúng tiếp này <laughs> Mấy đứa có hiểu bài không các em Ừ mấy đứa có hiểu bài không các bạn Hiểu bài comment động viên thầy cái nào Cho phấn khởi Ôi giời Trao tình cảm và nhận tình cảm cho đi Nhận lại có gì đâu đúng không nào Cho phát biểu sau Hỏi phát biểu đúng nào Khi điện phân dung dịch đồng xuân phát chúng ta Tại A thì nước chúng ta là bị khử ừ. A mà lại còn có động tác khử là sai rồi A bao giờ thế trong pin điện hóa hay là bình điện phân Đều xảy ra quá trình oxy hóa Nhá Được chưa A nước bị oxy hóa chứ không phải khử Vậy gạch luôn Nhớ thầy nhá Những cái câu này bây giờ là phải cực chắc Không thể làm sai được đặc biệt các bạn trong lớp vip ở cái phần địa phân thầy dạy rất kỹ ở phần lý thuyết từ bài tập các bạn ấy. rồi không thể sai được đâu nào b để lâu hợp kim gang thép trong không khí ẩm thì sắt chúng ta bị ăn mòn điện hóa chuẩn luôn chọn nhá b chúng ta là mạnh dạn tăng cò ngay nhá câu c, là nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion kim loại thành kim loại đúng chọn d các kim loại có độ dẫn nhiệt ở giữa độ dẫn điện độ dẫn điện khác nhau là do mật độ e tự do chúng không giống nhau chọn chọn luôn rồi đặc biệt là nó sẽ phụ thuộc vào là độ dẫn nhiệt, độ dẫn điện hay dẫn nhiệt nó là tính chất chung của kim loại rồi. Nhá, ngoài ra có tính ánh kim, tính dẻo vân vân thì bản chất của nó là phụ thuộc vào cái gì Vào cái electron tự do trong kim loại, trong tinh thể kim loại quyết định nhá. Đấy, ok chưa? À, mật độ khác nhau thì đó, dẫn điện dẫn nhiệt khác nhau thôi, một thằng này dẫn tốt, thằng dẫn kém, thằng dẫn tốt thì nó gần nhiều, nhiều nhiều, dẫn kém thì ít ít thì đó là nghiên cứu của nó. Yeah thổi CO qua FeO nung nóng thì ở nhiệt độ cao thu được đơn chất đơn chất đây chắc là sắt à thế câu này đúng rồi chúng ta có bốn và đáp án chúng ta là A các bạn các bạn chọn A không mấy đứa nào chọn A không comment này xem có chọn A không nào và để thầy cho chúng ta chuyển sang câu cuối cùng đó là câu số 28 mươi tám last one last one câu số 28 là một câu thí nghiệm liên quan đến cái gì đây hỏi số gì ạ kết luận không đúng hay là số phát biểu không đúng thì chúng ta nhìn với cho thầy thầy dạy rồi nhá kiểm tra xem có mấy bước và thứ nhất đấy thứ nhất thứ hai là kiểm tra xem là bài toán này nó là vùng kiến thức nào cái câu hỏi là vùng kiến thức nào ạ câu hỏi này chúng ta là vùng kiến thức về cái gì đây nhìn xem nào à, rất ống nghiệm à hai ống nghiệm à đánh dấu một hai này mỗi ống cho axit vào này cho một màu kém rồi xong đây là phần điện ăn mòn rồi ăn mòn hoặc kim loại rồi chúng ta có hai ống nghiệm à, hôm nay là uh, rảnh thì vẽ nhá còn hôm nào mà không rảnh thì thầy sẽ là vẽ trên máy trước cho các bạn đây, có hai ống nghiệm mà nhìn nó không được đẹp cho lắm nhưng mà có thể tưởng tượng như đây là hai ống nghiệm đi. Được chưa? Hai ống nghiệm nhé. Hai ống nghiệm này ấy là có kích thước tương tự nhau. <laughs> được chưa? Thể tích như tương tự nhau đấy. em cho vào đây là H2S4, nghĩa là hai thằng này, cả hai thằng này này em đều cho H2S4 vào đây. Đúng không? Thì nó có H2S4 trong này. Thế thôi. H2S4 đây. em lại cho một màu kém nó vào đây, kém gì? Kém đây nhá, kém này. À, kém. Được chưa? đây là kẽm này, đấy, cho kẽm vào đây nhá cho kẽm vào đây thì đầu tiên là sẽ xảy ra hiện tượng ngay, đó là gì ạ? đó là kẽm chúng ta, thầy viết luôn cho đây, kẽm chúng ta nó sẽ đẩy thằng Hydro ra thôi, đấy, nó đẩy thằng Hydro ở trong axit ra, đúng không? để tạo ra là kẽm zn 2 cộng giải phóng khí khí hidro chúng ta, vậy là có bọt khí thoát ra, bọt khí thoát ra lăn tăn đây bọt khí đây, đấy, bọt khí thoát ra nhé, được chưa? có bọt khí chưa? có bọt khí rồi, ok hai ứng nghiệm này tương tự nhau, nhưng đấy là kết thúc bước 1 thôi. Bước số 2 là người ta bắt đầu nhỏ 2 3 giọt đồng sunfat vào ống 1, vậy là đồng sunfat vào ống 1 này. Đồng sunfat vào đây. Còn ống số 2 thì lại nhỏ gì? Magie sunfat rồi xong. Magie sunfat tính khử của thằng magie mạnh hơn kẽm. Kẽm không thể đẩy được magie ra khỏi dung dịch muối để tạo thành pin điện hóa. Nhưng uh, kẽm thì có thể đẩy được đồng. Vậy là ở ống số 1, ống số 1 chúng ta kẽm chúng ta khi cho vào nó đẩy được thằng đồng 2 cộng ra để tạo thành kẽm 2 cộng tốc độ ăn mòn tăng lên đồng kim loại sinh ra đồng thời ngay đồng thời bám vào đây. Đấy, bám vào thằng kẽm này tạo ra pin điện hóa thỏa mãn ba điều kiện của ăn mòn điện hóa xong. Vậy ống số 1 chúng ta kết luận có xảy ra ăn mòn gì? Ăn mòn điện hóa. Còn ống số 2 chỉ xảy ra là ăn mòn gì? Ăn mòn hóa học thôi. Nhá. nhớ chưa? Vậy chúng ta đã hiểu vấn đề chưa? Và nhớ là khi mà xảy ra ăn mòn điện hóa thì tốc độ ăn mòn ấy hay thể hiện qua là cái tốc độ thoát khí hydro nghĩa là thể hiện qua để em để nhìn thấy bằng thực nghiệm đó là cái tốc độ số lượng bọt khí cũng như tốc độ thoát khí xảy ra rất nhanh và kẽm lại bị ăn mòn nhanh hơn rất nhiều so với ống số 2. Ok. Vậy chúng ta sẽ kiểm tra kết luận không đúng nào. Sau bước 1 có bọt khí thoát ra ở cả hai ống nghiệm chuẩn luôn, bởi vì là lúc đấy chưa cho hai anh này vào. Do đó vẫn xảy ra ăn mòn hóa học ở cả hai ống nghiệm thôi, nó là một thôi. À, sau bước 1 kim loại kẽm trong ống hai ống nghiệm đều bị ăn mòn hóa học chuẩn luôn, cách luôn nhá. Đúng không? À, đúng rồi. Thì người ta hỏi kết luận không đúng mà đúng thì em gạch đi cho thầy nhé nhá, nhá. À, ba có thể thay hai bốn bằng à... hcl loãng chuẩn luôn à, tóm lại là nó vẫn là cung cấp ion h cộng thôi thì cái vai trò nó như nhau bốn sau bước 2 thì kim loại kẽm ở trong hai ống nghiệm thì đều bị ăn mòn điện hóa thì câu này sai rồi chọn nhá được chưa chỉ có thằng ống một thôi còn à, số 5 mà sau bước 2 lượng khí thoát ra ở ống nghiệm số 1 tăng mạnh chuẩn gạch đi thầy vừa nói thể hiện qua cái việc là xảy ra ăn mòn điện hóa thì kẽm chúng ta bị hòa tan rất nhanh và làm sao khí thoát ra rất nhanh. nha nhanh hơn thằng số 2. Ok. Vậy đáp án chúng ta chỉ là gì ạ? Last one. Đáp án đi Được chưa nào? À, cho thầy hỏi xem là mấy đứa có hiểu bài không các em? Nào, mấy đứa có hiểu bài không ạ? À? Á, à, nhầm nhìn nhầm à. <laughs> Rồi, ngày hôm nay thầy đã hoàn thành cái mục tiêu của thầy các bạn không biết chứ uh, những bạn mà đăng ký khóa tổng hôn luyện đề của thầy ấy, uh, các bạn ấy còn được uh, tham gia vào cái chuỗi gọi 33 ngày thử thách nghĩa là hàng ngày sẽ đăng các cái chuyên đề cũng như là các cái bài tập luyện đề đề thi thử cho các bạn để các bạn tự luyện và các bạn ấy sẽ có cái slide note để các bạn ghi chép và các bạn ấy tương tác vào đấy thầy, thầy vẫn hàng ngày đọc và thấy rằng là các bạn ấy rất là tuyệt vời nha có nhiều bạn rất tuyệt vời và đã từng ngày vượt qua những cái mục tiêu của mình mình đặt ra không hiểu ngày hôm nay mấy đứa cái hiểu bài không ạ? nếu các em hiểu bài, các em có thể comment động viên thầy vài câu. cũng như là đến mùng 10 là thầy sẽ dừng tuyển sinh để đem lại cái chất lượng khóa học tốt nhất có thể. đặc biệt hơn nữa là thầy sẽ dừng luôn cả cái việc mà uh, luyện đề dự đoán vào thứ năm hàng tuần để thầy uh, chuyển cái buổi đó vào trong group vip để dạy cho các bạn ở trong khóa livestream vip tổng ôn luyện đề của thầy. do đó mà uh, chúng ta sẽ không gặp nhau vào buổi tối thứ năm. À, hàng tuần nữa mà thầy sẽ dành chọn những cái buổi luyện đề đó cho các bạn khóa 2k3 mà đăng ký khoa học của thầy. Đó là cái điều mà thầy muốn để thầy đem lại cái chất lượng khóa học cao nhất tốt nhất cho các bạn đã đăng ký khoa học của thầy. Thì các bạn cũng thông cảm giúp thầy. Thầy vẫn duy trì cái chuỗi 30 phút lý thuyết hóa mỗi ngày free dành cho những bạn nào không có điều kiện. Rồi ok nhá. À, thầy chúc các bạn ngủ ngon và hy vọng là cái chuỗi này của thầy tổ chức ra nó có ý nghĩa với các em. À, và ý nghĩa hay không? thì sẽ được minh chứng uh, sau 28 ngày, 29 ngày nữa. Thầy uh, gặp hẹn gặp lại các bạn trong những livestream tiếp theo. Uh, tạm biệt các bạn.